Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của Cá Voi Gaming. Hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi mua và ra mắt một cầu thủ tiền đạo ngon bổ rẻ. Và thi đấu hay hay không thì anh em hãy chờ video trận đấu ngày hôm nay. Và cầu thủ tiền đạo ngày hôm nay mình muốn mua và ra mắt cho anh em đó là Luis Asue. Chỉ số của cầu thủ này là 57 và số vàng cần bỏ ra để mua anh là 110 vàng. Và như vậy thì mình đã mua thành công Luis Asue về để thi đấu. Và bây giờ thì mình sẽ vào sắp xếp vị trí đá của Luis Asue vào sân để có trận đấu ra mắt trong đội hình của Cá Voi Gaming. Và đây là vị trí đá của Luis Asue, anh sẽ là người đá thay cho Kylian Mbappe, một trọng trách rất lớn. Đây là đối thủ của Cá Voi Gaming ngày hôm nay để thực hiện màn ra mắt đối với tiền đạo Luis Asue, đó là một team rất mạnh đến từ nước ngoài. Và xin mời anh em cùng bước vào hiệp 1 hiệp thi đấu đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay. Trong hiệp 1 trận đấu ngày hôm nay thì Cá Voi Gaming bảo vệ cầu môn bên phía tay trái với trang phục là áo đỏ quần xanh. Còn đội bạn là đội bóng bảo vệ cầu môn bên phía tay phải với trang phục là áo trắng quần trắng và tất trắng. Người đang có bóng đó là Son Heung-min, đây là Neymar. Một cơ hội để cho các cầu thủ bên phía Cá Voi Gaming có bàn. Đường truyền là của Paul Pogba chưa thành công, bóng quay trở về quyền kiểm soát dành đến cho đội bạn. Và anh em dự đoán rằng hôm nay thì Luis Asue có thể mở ghi bàn mở tỷ số hay không? Bóng đang trong chân của Lionel Messi, vừa rồi là một pha để mất bóng vào chân của Marcus Rashford. Đây là cơ hội để đội bạn có bàn thắng và vừa rồi là một pha phạm lỗi đến từ Chiellini. Đây là pha đá phạt trực tiếp dành đến cho đội bóng áo trắng và một pha dứt điểm thẳng về phía khung thành của Alisson Becker. Một đường truyền khá mạnh lên phía trên và bóng đang trong chân của Roberto Firmino. Vừa rồi thì Firmino đã rơi vào tư thế việt vị. 26 phút thi đấu của hiệp 1 trôi qua, tuy nhiên thì chưa có bất cứ một bàn thắng nào dành đến cho cầu thủ hai đội. Người đang có bóng đó là Asue. Asue cũng đã lùi về khá sâu để có thể lấy bóng. Một đường truyền chọc khe chưa thành công, vẫn đang là Roberto Firmino là người cắt bóng. Một cơ hội để cho Cá Voi Gaming có bàn, đây là Luis Asue. Một pha đi bóng tương đối chất lượng của Luis Asue, tuy nhiên thì pha ngoặt bóng quay trở lại chưa thể qua được Luxor. Người đang có bóng đó là Luis Asue, đây là một đường truyền chọc khe và Luis Asue vẫn đang tương đối chậm. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Xin mời anh em cùng quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai trong trận thi đấu ngày hôm nay để chúng ta cùng tiếp tục với Cá Voi Gaming. Màn ra mắt của tiền đạo Luis Asue trên kênh của mình. Và trong hiệp 2 thì hai đội sẽ đổi sân cho nhau. Người đang có bóng đó là các cầu thủ áo đỏ và đây là Lionel Messi, một đường truyền cho Luis Asue. Tuy nhiên thì pha xử lý vừa rồi của Asue là chưa thành công. Chúng ta vẫn đang rất khó để có thể tiếp cận khu vực 16m50 khung thành của thủ môn đội bạn. Alisson Becker là người có bóng, đây là Trent Alexander-Arnold. Bóng quay trở về quyền kiểm soát cho đội bóng áo trắng nhưng ngay lập tức thì đã có sự can thiệp đến từ đội bóng của Cá Voi Gaming. Một cơ hội tấn công dành đến cho đội bóng áo đỏ nhưng pha chuyền bóng vừa rồi là chưa thành công. Một pha ra chân đến từ cầu thủ đội bạn và pha dứt điểm vừa rồi bóng đi thiếu chính xác. Tình huống dứt điểm của Erling Haaland. Người đang có bóng đó là Yao Cancelo, một tình huống di chuyển ở cánh khá thoáng của Cancelo, sau đó là một đường truyền chọc khe cho Neymar. Và đây pha căng ngang của Neymar, bóng nằm gọn trong tay của thủ môn đội bạn. Đây là pha băng ra của Alisson Becker, một tình huống ra vào hợp lý của Alisson. Ricardo là người thực hiện quả ném biên. Một cơ hội tấn công dành đến cho Cá Voi Gaming và hy vọng tình huống này chúng ta sẽ có bàn thắng. Bóng đang trong chân của Trent Alexander-Arnold, một đường truyền không cho ai. Phút thứ 89 của trận đấu rồi và thời gian thi đấu chính thức thì không còn nhiều. Liệu rằng đội bóng nào sẽ có được bàn thắng định đoạt trận đấu ngày hôm nay? Và đây là một cơ hội tấn công dành đến cho đội bạn. Marcus Rashford là người vừa có một đường truyền vào bên trong. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Và trận đấu ra mắt của tiền đạo Luis Asue đã kết thúc với tỷ số là 0-0. Cảm ơn anh em đã đón xem video. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh của Cá Voi.